Xin chào các bạn đã đến với kênh dược liệu của tôi nhé. Hôm nay là giới thiệu cùng với các bạn một cái hạt đấy mà được rất nhiều người, nhiều các bác khách hàng mua trong những năm vừa qua. Thì đây các bác biết là hạt gì đấy không ạ? Đây là hạt ý dĩ các bạn nhé. Đấy, hạt ý dĩ. Đấy thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu qua với các bạn về cái những cái công dụng mà hạt ý dĩ mang lại trong cái đời sống của chúng ta. Dạ. Đấy. Ý dĩ thì được một số các nơi gọi là dĩ mề, dĩ nhân, bo bo, cườm gạo, ý dĩ nhân, ý mễ, lục cốt tử, mễ nhân, vân vân. Đấy. Thì ý dĩ là cây thân thảo hàng năm, thân mọc thẳng đứng cao khoảng 1 đến 2 mét, phân nhánh ở những ngọn có hoa. Ở gốc thì có nhiều rễ phụ. Ý dĩ là giống cây nhiệt đới, ưa ẩm, mọc hoang, hậu hoặc là trồng ở các bờ nước, bãi rộng, ruộng ven sông. Ở một số tỉnh Việt Nam, ý dĩ như là Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Lai Châu rất là nhiều. Đấy, bộ phận dùng của ý dĩ bộ phận dùng chủ yếu là hạt. Đấy, là nhân hạt nhé các bạn nhé. Đấy, như các bạn nhìn trước mắt đây là nhân hạt. Đấy. Đôi khi là dùng rễ, ý dĩ được thu hoạch khi quả chín già. Cắt cả cây về đập lấy quả, thu lấy nhân trắng, phơi hay sấy khô. Đấy, rễ thì cây cắt đem rửa sạch rồi phơi khô. Đấy. Về công dụng của ý dĩ, ý dĩ trong y học dân gian thì có các cái tác dụng như là tỳ bổ phế, thanh nhiệt. Đấy, đây được xem là một nguồn lương thực có giá trị, đồng thời là một vị thuốc. Ý dĩ giúp bồi bổ cơ thể, nhất là các trẻ em và phụ nữ. Dược liệu này được dùng để chữa khí hư quá nhiều, kinh nguyệt không thông ở phụ nữ, giúp tăng tiết sữa, lợi sữa cho phụ nữ sau sinh. Ngoài ra thì dược liệu này còn được sử dụng cho chữa rối loạn tiêu hóa, phù thủng, bí tiểu, tả lị, đau bụng, phong thấp lâu ngày không khỏi, sốt cao, viêm khớp, béo phì và các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp. Đấy. Các cái tác dụng của ý dĩ mang lại nhiều trong y học ngày nay, đó là tác dụng đối với hệ hô hấp này, tác dụng đối với lại trên tế bào khối u, tác dụng trên cơ vân, tác dụng trên tế bào ung thư và giảm béo và cholesterol. Về cách dùng, liều dùng thông thường của ý dĩ như sau. Liều dùng hàng ngày là chúng ta lấy 8 đến 30 gram dược liệu này, thường được sử dụng dưới dạng thuốc sắc, dùng riêng hoặc là phối hợp với các cái vị thuốc khác. Đấy. Các bác có thể dùng dạng tươi hoặc là dạng khô nhá. Đấy, ý dĩ các bạn có thể dạng khô là sạch, làm sạch vỏ và cho vào nồi dùng đun nhỏ lửa sắc đến hơi vàng, lấy ra để nguội và dùng. Dạ. Đấy. Thì trong video này thì tôi đã vừa giới thiệu cùng các bạn về các cái công dụng và tác dụng của ý dĩ. Tất nhiên là trong đời sống xã hội này thì có rất nhiều những bài thuốc nam đã sử dụng những cái ý dĩ như này. Đấy thì các bạn hãy nhớ là đăng ký kênh, subscribe và nhấn cái chuông bên tay phải để chúng tôi chia sẻ nhiều bài thuốc hay ý nghĩa trong dân gian sử dụng cái ý dĩ cũng như là các cái cây dược liệu khác trong đời sống quanh ta nhé. Đấy. Xin chào và hẹn lại các bác ở những các cái video tiếp theo nhé.